Như vậy mà mẹ ba khỏe, À. nó bà không có sợ sợ, nó không có hầu lên. Ừ. Cũng như cái tuổi mà đây là cũng như đã ăn nghỉ rồi mà đã không được ở trong gia đình mà được yên ổn mà không có dám có ngủ thiệt. Thật ra thì những người đi quay như tụi con nè, con cũng cảm ơn đây tự nhiên đặt cho con dấn thân với cái nghề này. Cái nghề mà mặc dù tụi con anh em tụi con đó, nó cũng lang bạc sương gió bụi đời lắm, nhưng mà khi nghe được những cái mối tình này nó giúp cho tụi con nó trưởng thành hơn tí xíu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà Út Nhất cũng là 2 ngày rồi. Bà cụ chuyện từ bệnh viện trở về đây. Tình hình thì cũng không khá là khả quan lắm. Tuy nhiên những ngày qua thì bà cụ vẫn có thể ăn được cháo nhờ sự những cái có xây sinh tố của Út Nhất các cô bác anh chị. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn quay thăm lại bà cụ cũng như là Út Nhất nè, để mà thông tin với cô bác anh chị rằng là theo dự định thì ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ công bố tất cả các danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ tiền cho gia đình Út Nhất đến thời điểm này. Tuy nhiên vào thời điểm này cũng là một cái thời điểm mà có một số lý do riêng đối với có một số lý do riêng mà Bùi Hồ chưa thể công bố được. Vì biết gần đâu đó những ngày tới thì bà cụ chuyển biến như thế nào không ai biết được. Và Út Nhất thì cũng đang khá là mệt mỏi để có thể làm một cái sổ tiết kiệm, thì chắc có lẽ là khoảng hơn vài ngày nữa để xem tình hình chuyển biến của bà cụ như thế nào thì Bùi Hồ sẽ có thể làm những cái công việc tiếp theo. Rất mong sự ủng hộ của tất cả các cô bác quý anh chị và hiểu cho Bùi Hồ rằng vì sao thời điểm này vẫn chưa công bố được số tiền mạnh thường quân. Và Bùi Hồ muốn dám khẳng định với cô bác quý anh chị rằng bà cụ có chuyển biến xấu hay như thế nào thì số tiền mà tất cả các mạnh thường quân ủng hộ đến thời điểm này vẫn có thể lo lắng cho bà cụ những cái chuyện sau đó, và thậm chí là còn dư để cho Út Nhất có thể làm sổ tiết kiệm và mua xe gắn máy. Nên cô bác quý chị cứ yên tâm và hãy luôn ủng hộ và đồng hành cùng Bùi Hồ cùng với các anh em. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, Bùi Hồ mời cô bác quý chị cùng vào trong với Bùi Hồ để thăm bà cụ cũng như là gia đình của Út Nhất ha. Hai anh em thì Bùi Hồ với một đồng cũng đi nhẹ nhẹ, tại vì bà cụ cũng đang khá là mệt. Những cái âm thanh mà anh em nói ra nó rất là khẽ, nên thành ra cô bác anh chị mà nghe âm thanh nó trầm được, cái âm phát ra nó nhỏ thì cũng thông cảm cho hai anh em ha. Bà sao vậy? Gì Mẹ sao vậy? mẹ hả bà cũng giờ như bà dịch hoài vậy đó cơ. Hôm qua đút được ăn được miếng nào không? Cháo nãy cũng giúp đút cháo cũng được, nào ngay ăn cũng được miếng. Nói bà biết không? Mẹ thì bà nói bà nghe mà bà nói chuyện không được, Vẫn còn cảm nhận được đúng bà không? còn cảm nhận được mà mình nói bà nói rồi mình nói trả lời rồi nó không được. Ở cái tay bà biết kéo cái tay cái áo xuống kìa. Đúng, bà còn như ấy ấy cái ba kéo xuống, Vậy là vẫn còn nhận thức được bà nha. còn nhận thức được cưng, mà điều nói như Nói mẹ bà được nói nha. không được, như cái lưỡi nó hơi cứng hơn cưng. Vậy là có sự tiến triển tốt rồi đó. Ai cũng lo lắng cho mẹ của Út Nhất hết á. Còn Út Nhất sao rồi? Không biết ngày hôm qua chích thuốc á cưng, nào ngay chích giờ cái nó nào ngay nó cũng khỏe. Chiều nay ông bác sĩ Trinh kêu lên tỉnh chích nữa cho nó hết luôn, tại ông nói sốt. Rồi ngoài Út Nhất săn sóc mẹ thì còn có ai nữa không? Có nhỏ em dâu với chị Sáu mình kia lên đó, nhỏ em dâu thì nó ngủ trực chiến ở đây. Em dâu là chị bên đấy ha. Ngủ với bà. Ngủ hai mẹ con nó ngủ đây cam má. Cơ thể của bà ấm không? Mẹ thì ấm hiểm á cưng, Ấm hả? ấm mà Ấm như không nó chị? nóng ấm. Mình rút dây ống đồ ra hết rồi. Như vậy mà mẹ bà khỏe, nó bà không có sợ sợ, nó không có hầu lên như nó khỏe cưng. Hôm qua thì nhìn giật nhiều hơn đúng không anh Đồng? Hôm nay thấy khỏe, chuyển biến tốt đúng không? Giật nhiều và bây giờ thấy đỡ luôn bớt, nhưng mà ăn được mấy muỗng anh? Ăn nào ngay nè thì mẹ ăn cũng nên cũng cỡ bộ mà nữa.
ăn có nhiều hơn chứ. Ăn không được miếng luôn. Thôi để cho chị chăm bà đi. Anh em mình xích ra sau nói chuyện đi ha. Tại vì thấy có bà nói chuyện nó cũng con cụ trước đi, úp nhất ngồi đó đi. Ăn cơm không cụ? Cơm hả cụ? Cá sặc hấp hả? Hả? Cá sặc hấp. Ừ, ngon cơm. Khô hấp. Ở này sọc cơm có 3 hộp. Nó gói à. Còn bên này thì ông cụ ăn. Được mấy chén ông cụ ăn được mấy chén? Chén à. Khô cũng dễ ăn. Khô. Luộc. Hấp. Hấp. Ông đại anh cụ ăn khô suốt luôn hả ông cụ? Dạ. Ăn khô không à hả? À, ăn khô ăn mặn mặn thì được. Còn tại thì nó hầm chương quá ăn không được. Ông cụ thấy bà cụ khỏe lại chưa? Đấy, bà cũng đổ ăn uống gì được mà lấy bà không nói năng gì. Thì đổ mà bà ăn vậy thôi, do không có nói năng gì vậy chăng. Kêu thì gặp là miệng nhét nhét thì bà không có nói chuyện gì được. Thôi để cho ông ăn đi, tí xíu nữa tâm sự với ông sau. Ông ăn cơm ngon ha. Dạ. Dạ. Ăn cơm ngon nha ông cụ. Nhất rồi. Sao rồi? Cái thể chất, thể trạng bây giờ cơ thể sức khỏe sao rồi? Cũng biết là hôm nay cũng đỡ nhiều rồi cơ. Hôm nay tối có cầu nguyện cho mẹ không? Có, cũng cầu đọc kinh đó cơ. Đọc kinh cũng gái cho mẹ vượt qua. Cho mẹ sống ở nhà. Nói khóc nữa. Thấy người ta nói thấy xúc động của mẹ. Giờ cắt nhà được đó thôi. Mà mẹ bà ở không được lâu á. Hôm nay cũng hơi buồn. Nhưng mà bây giờ bà cụ ở đây là thấy về đây thấy nằm thấy ấm cúng. Cho trước đây là nếu như mà tuổi già đi, suy nghĩ lạc quan tí xíu. Tuổi già này phải bệnh hoạn rồi. Mà về đây mà căn nhà nó không ấm cúng nữa thì lúc đó còn khổ hơn đúng không? Đúng rồi đó con. Rồi tốt nhất là ngày qua chích thuốc là hết nhiêu tiền? Ngày hôm qua cây chích thuốc hả? Ngày qua mũi 75.000, với hai lần uống nữa là 80.000. Rồi hiện nay trong túi còn tiền không? Còn cơ. Còn nhiều không? Nhiều. Hết tiền cứ nói em, cứ điện cho Bùi Hồ. Còn nhiều, còn tới 7-8 triệu, gần 8 triệu. Hết tiền thì cứ nói em. Không biết là lũ cái hung thủ đó không có phá cả được. Đó tiền của Mạnh Thường Quân. Với mấy chị, mấy cô, với mấy anh, mấy chú cho đó là tiền đó ông biết không có đụng được. Để đó sao này lỡ có mẹ có nạn kia đó. Mình cũng có ấy cho mẹ được. Út Nhất Bùi Hồ cứ thông báo với Út Nhất có anh Đồng luôn. Thông báo với Út Nhất như này. Tiền bạc bà có chuyển biến như thế nào á, Út Nhất không cần lo. Ở đây có Bùi Hồ lo. Út Nhất đừng lo chuyện tiền bạc nữa. Quan trọng là ăn uống giữ gìn sức khỏe. Và cái số tiền mà Út Nhất còn dư đến thời điểm này đó là nó vẫn còn cho Út Nhất dư để mà làm lo những chuyện cho bà. Hoặc là Út Nhất sẽ làm sổ tiết kiệm của mua xe là bình thường ha. Và lý do đây là một thời điểm mà tại vì bà cũng đang chuyển biến và không biết những ngày tới thì như thế nào. Nên Bùi Hồ sau khoảng chắc khoảng 4-5 ngày nữa thì sẽ công bố tất cả các Mạnh Thường Quân. Nhưng thông tin với lại tất cả các cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân đến thời điểm này, tiền của Út Nhất Bùi Hồ vẫn còn đang giữ và số tiền cũng còn khá là đủ dư và để cho Út Nhất làm những cái chuyện khác nữa. Hành động ha. Ngày ăn được mấy chén cơm? Không có cơm mà thì ông biết không dám ăn. Ăn cháo. Ăn cháo. Rồi mua sữa mua ấy đồ cho bà là ai chạy đi mua? Sữa thì má có cái bữa đi xuống dưới mua nguyên một lốc đó. Kia bác sĩ nó thấy mẹ nó tiêu chảy hoài. Thì ông biết mới cho cái ông anh nằm bệnh viện kế bên đó. Ông biết cho đưa cho ông. Cho ông chú đó. Là mẹ không uống cũng không cho lại ông đó. Rồi có mua trái cây gì để ở nhà ăn không? Không, mua chứ không có trái cây thì ở nhà không biết thấy không có ai ăn.
thấy mẹ với thấy cha này kia ông cũng ít có ăn cái đó, rồi cũng không có mua. Mua máy xay sinh tố cho bà chưa? Có, ông biết mua rồi, cho nhỏ cái em, đó. Nhỏ cháu nó mua 350 rồi. Cái đó mình mua trái cây rồi gì đó, mình để xay chuyển ra đút đút cho bà. Bơm vô, đút vô. Hồi nãy thằng Đạt nó cũng kêu nữa, mua ba cái ấy này kia đó, cái gan gì. Ngày ăn được mấy chén cháo? Không biết đó hả? Không biết ăn thì nào ngay cháo bịch đó, không biết ăn cũng được gói. Cũng công việc nó gian dở vậy nè. Là dự định dẫn đi mua xe thì bà bệnh rồi tới luôn rồi đâu có làm sổ tiết kiệm gì được đâu. Bởi vậy thôi đi cưng ơi, cũng như mẹ giờ còn nằm dữ hoài. Bà đang như vậy thì tâm trạng của mình đi làm sổ tiết kiệm mình bỏ bà cũng đâu có đành. Cái thứ hai á là sức khỏe cũng biết giờ không tốt nữa, thì thành nữ đâu có thời gian đâu để đi mua xe rồi ai sẽ chăm bà. Đúng rồi cưng. Nên là nữ là số tiền đó thì Bùi Hồ sẽ giữ cho Út nhất. Cần giữ đi chứ. Và có một số lý do riêng thì Bùi Hồ không công bố, thì mong cô bác anh chị thông cảm bỏ qua, có thể để lại một số bình luận cho Bùi Hồ. Và ngày nay thì tổng kết xong hết cái số tiền và cũng như danh sách tất cả các mạnh thường quân rồi. Nhưng mà sau đó thì sẽ công bố sau ha. Mạnh thường quân dặn như nè, làm gì thì làm, lo mẹ thì lo, anh em lại phụ thì cố gắng, lúc nào mà anh em lại phụ thì cố gắng nghỉ ngơi. Hiểu không? Tranh thủ được ăn miếng nào được thì ăn, ăn một lần không được thì ăn nhiều lần. Em ví dụ một chén cháo mình ăn một lần hết, không hết một chén thì mình chia làm 4 lần ăn, hiểu không? Cố gắng nấu nước nóng tắm ha, rồi cố gắng là nghỉ ngơi cho nó đủ sức, chơi có gì một nhất nằm xuống ngay đem cơm cho anh Cường. Hôm ngày ai đem cơm cho anh Cường? Út Nhất đem. Út Nhất đem luôn đúng không? Bệnh gì còn đem nữa ta. Tại vì như mình về đây rồi đó cơ. Mình phải lo cho nó. Đem cho nó chứ dễ. Thông tin với Út Nhất với lại anh Một Đồng là sự hỗ trợ của anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ trước đây cắt nhà. Thì đến thời điểm hiện tại Bùi Hồ cũng đã nhận được thêm cái số tiền cách đây mấy ngày là hỗ trợ khoảng hơn một tuần, là cho anh Cường đi bệnh viện tâm thần ở tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên thì Bùi Hồ liên hệ với bệnh viện thì bệnh viện nói là chỉ khi đưa đến bệnh viện thì bệnh viện mới tiếp nhận. Còn cái cách mà để đưa bệnh nhân xuống đây thì mình phải tìm cách giải quyết. Đó, nên thành thử là mẹ vậy á thì bây giờ chưa có tìm lại được. Và em với lại anh Một Đồng rồi sẽ tìm cách đưa anh Cường xuống dưới bệnh viện để bác sĩ theo dõi và điều trị có tiến triển hơn không. Nhưng mà đó là sau thời gian khi bà khỏe bệnh hoặc là có chuyển biến khác nữa. Anh hiểu không? Sau thời gian đó anh. Chứ còn bây giờ thì mấy anh em không có thể tiến hành được. Mà nút nữa đó mình cái sao mà mình ấy được cái nút. Sao mà, mà điều ấy nữa mình sao mà mình mở vô nè. Mình mở vô sao mình bắt. Thì nãy đó cái chuyện đó mình giải quyết sau đi. Đừng lo chuyện đó nữa. Giờ lo chuyện của mẹ là trước nhất nè. Rồi thông báo lại tình hình sức khỏe của mẹ, ăn uống, nghỉ ngơi. Rồi về đây có tiến triển cho cô bác anh chị biết nữa mừng. Thì nào ngay cũng như nhỏ em nó cũng đốt cháo đó cơm. Ngày nào mẹ cũng ăn từ đút nước này kia đó, thì bà cũng ăn miếng miếng vậy đó, mà mình xiên nó đút hoài. Nào nghe thấy nó ăn cũng được, thấy cũng im. Chứ thấy cũng mừng hai ba ngày nay. Ngày về á thì Bùi Hồ với anh Một Đồng có thấy là ba cũng nhất đã khóc và kê vô lỗ tai của mẹ nói một cái câu: bà biết ông cha lại sức giàu cho bà không? Rồi anh Tú anh nói thêm câu nữa mà mình coi nào: má biết con lại không má? Hả? Má khỏe không má? Đó là chữ hiếu của người khờ đó, bao nhiêu đó thì cũng thấy đủ ấm lòng đúng không? Đủ cho bà có một cái tinh thần để bà giật dậy đúng không? Thì lúc anh nghe ông cụ nói như vậy và em mình gọi mẹ mình như vậy thì lúc đó mình cũng vui hơn. Thấy cũng vui, nói này kia giúp cũng vui mừng. Cũng như nói má này kia vậy đó, cũng cảm thấy cũng buồn, cũng vui cho mẹ. Tối ngủ được mấy tiếng? Tối hồi nào nghe cũng giấc ngủ cũng ngon luôn. Về nhà cái nó khỏe đó, giấc ngủ cũng được. Ở dưới có cái như khuya cái đầu đông người ngủ chập chờn.
giờ đây dù sao ở nhà nó cũng khỏe hơn ở bệnh viện. Đúng mà, bệnh viện thì ngủ nó khó, nhưng nó ồn ào đó. Rồi cái tới lui kẻ tới người vô, kẻ ra người ấy này kia, cái ngủ không được. Ngủ không được nó cũng mau mất sức nữa. Ờ, nó mất sức. Mất sức cho người bệnh mà mất sức cho cả người nuôi luôn. Có muốn gửi lời nào đến quý Mạnh Thường Quân không? Có. Cũng nhắn gửi như mấy cô, mấy chị, mấy anh, mấy chú, mấy cậu, như Mạnh Thường Quân, như trong nước ngoài nước, với cảm ơn rất là nhiều. Đã quan tâm đến Út Nhất rồi mẹ của Út Nhất nữa. Tôi quan tâm đến mẹ của Út Nhất, với Út Nhất nữa, với cũng cảm ơn rất là nhiều. Cố gắng giữ gìn sức khỏe là quý Mạnh Thường Quân vui lắm rồi. Thôi bây giờ qua thăm ông cụ, chúc ông tổ cụ cũng ăn cơm xong rồi. Cái giọng này nằm im không cụ? Im hơn cái giọng ở dưới sàn không? Thấy nó thoải mái hơn. Cũng nằm đây hoài. Có khi nắng quá dội. Kéo ngang. Lại xuống dưới một chút rồi. Hết nắng rồi lên. Dạ. Ông cụ thấy ngày nay bà cụ khỏe lại rồi, ông cụ thấy thì sao? Khỏe là phải ban đầu rồi để dĩnh mà mừng. Còn này đã còn nằm quá cũng hơi không biết sao. Cũng lo lo. Rồi thấy có thể là con ngồi cảnh tồn ăn uống rồi mà được thì không mừng. Thấy bà còn nằm mà hai chân mà rồi dần dần thấy cũng buồn, cũng còn giàu quá biết sao. Giờ thấy bây giờ thì cái bệnh nằm đó ăn uống thì cũng được rồi, liều thật đó. Hỏi bà không có nói gì được mà miệng nhét nhét thì thôi vậy do mà nói tiêu nói chỉ nghe thì cái miệng nó không được nhét nhét thôi. Hôm trước con có để ý là khi mà bà mới vừa về là ông cụ khóc hả? Dạ, bây giờ tôi cũng tuổi. Giờ thấy đau rồi, về cũng không được bệnh nữa. Cũng tuổi. Thấy tuổi không con? Tuổi. Thì cha, ai gì là bà đi đứng rồi được thì mình mừng. Còn này thấy đi về nằm, thấy cũng hết tuổi. Lúc đó ông cụ nói cái lời gì với bà cụ? Hỏi thăm bà xin sức khỏe như thế nào. Thấy bà lắc đầu mấy miệng mới nhét nhét vậy thôi. Không nhỏ nói bà kêu tôi lại, kêu mấy nhỏ nói bà kêu ông cụ lại hả? Kêu có kêu lại. Lại tôi hỏi chị ra bà ơi có nói gì không? Bà mở mắt là vẫn ngó rồi thôi. Ngó là điều nói không được. Rồi nói thôi bà cũng bán ra uống thuốc không ăn thì cái xin chú cũng giúp đỡ cho bà có mạnh không? Thì bà hơi miệng nhét nhét thôi, không có nói bán mình thấy cũng hơi buồn. Cho hai mà bà ngầu về tỉnh tù ngầu thì cũng được. Mình thấy ra gì bằng gì mình thấy bà cũng gặp lại hơn hồ ở nhà. Tự nhiên nghe đến đây mấy anh em muốn ngấn lệ như thế này mà. Khi mà bà cụ mà chuyển bệnh về thì cái thần thức của bà cụ vẫn còn nhớ chồng của mình. Và bà cụ, ông cụ đọc được cái suy nghĩ của bà cụ rằng là muốn ông cụ lại để mà nói một điều gì đó. Đó là có. Nhưng mà khi mà mở mắt ra nhìn ông cụ thì ông cụ cảm nhận được rằng là cần nói và ông cụ đã nói ra. Nhưng mà những cái lời nói của ông cụ mà thốt ra bà nghe được nhưng mà muốn nói lắm, nói không có được. Nói được. Ở trời, nghe tự nhiên cái muốn khóc. Dạ. Thì bà có nói tôi lại tôi cũng nghe
nó trả lời hỏi là hỏi vậy chứ bà mạnh khỏe không, cũng nói vậy thôi. Còn mình thấy là cũng tại rồi phải an ủi lại vậy thôi, đã kêu xin đi anh tên này giúp đỡ cho bà mạnh giỏi rồi. Thấy đó là bà nó nghe à, liền nó nghe rồi thôi, không có nói gì mình nghe được hết trơn á. Thôi mình biết phải vậy rồi. Con hỏi ông cụ mấy ngày nay sáng ông cụ còn đi ăn cháo ăn uống cà phê không? Còn mới đi ăn mới là không ăn. Mà đi ăn ở nhà có lo cho bà cụ dữ không? À, bà mọi giờ lỗ hồi trước á thì ngày giờ lo cho bà mỗi bữa nào cũng bọc thấy cơm cho bà ăn không được là họ không dám mua gì cũng bỏ làm gì đó không có ăn được rồi. Chứ phải như mọi lần á thì mua cho bà bọc một cái bữa bữa ăn hết tới rồi ăn mà giờ thấy cái gì bà hết ăn rồi thôi mà cũng không có mua nữa. Ông cụ làm cái mình nhớ cái bài hát mà tự nhiên nhớ cái là đi mỗi lần đi là mua cho vợ mình bọc để vợ mình ăn mà bây giờ đi cũng ăn cháo như vậy á mà không có mua cho vợ mình tại vì bà đâu có ăn được đâu mà mua. Như làm cho mình tự nhiên nhớ cái câu mà chim quyên lẻ bạn á, đang lo đến cái vấn đề đó đó. Rồi đúng bạn bè là nói sao ông mỗi lần mua cho bà rồi giờ ông không mua, nói trời mua gì vậy đó. Bà lo qua ăn rồi bỏ chứ mua gì nữa. Cũng nói bạn bè ăn rồi uống nước rồi chơi nói chuyện vậy đó. Rồi mà ta mới ổng hỏi thăm rồi sao ông không mọi lần nó mua rồi sao giờ ông không mua, nó đã gì bỏ bỏ không ăn nữa, ăn cháo bệnh. Rồi cái bà đi lại đi nhà thương đó, thôi lâu có mua cái gì thì đâu có nấu cháo bịch gì nữa hết rồi. Chắc có lẽ là mối tình của ông bà cụ già này và ông bà cụ và mối tình của và cái câu chuyện của con hiếu thảo cũng nhất á, nó sẽ khi mà cô bác anh chị mà theo dõi những cái thước phim như thế này á, nó chân thật đến nỗi thì những đoạn clip anh em ghi hình á không bao giờ cắt xén những cái đoạn nào hoặc là những đoạn live stream trước đây. Vì đối với Út Nhất thì cô bác anh chị cũng như tất cả các bạn hiểu về một người con hiếu thảo rồi. 140.000 đồng để nuôi cho 5 người trong gia đình, sử dụng gói tiền đó tiết kiệm qua gần 20 năm để mà nuôi cha mẹ và hai người em khờ. Ngoài ra thì hôm nay lại học được thêm một bài học về biết thêm một bài học công cụ cho các bạn trẻ về cái mối tình của ông bà cụ già. Mặc dù là nhưng mà cái tình thương yêu của ông dành cho bà nó không có rơi theo thời gian mà thậm chí là nó cần vun đắp lên càng nhiều nữa. Mà cho những cái bạn trẻ sau này có nhiều cái thông điệp, có nhiều cái thông điệp hay cho các bạn trẻ về mối tình, phải gọi là mối tình của ông bà cụ sẽ lan tỏa đến rất nhiều người. Có thì lắm khi tu ngủ phải ra vậy, mình nhớ lại hồi lúc khi xưa còn hai vợ chồng sống với nhau, giờ cái đậu giả thì đã làm rồi. Rồi thất rồi 4 tuổi à. Ông cụ đang khóc hả? Ông đang khóc ở trong lòng đúng không? Dạ, 4 tuổi ông nhớ lại ngày xưa rồi nhớ lại giờ 4 tuổi mình sống đó. Rồi thì con cái trong là mình nó như thằng mướn bà nuôi con lại bạc đập vào rồi tôi già rồi còn cái đuôi còn cái gì nữa thôi cũng đáng đợi chịu thì có sao dạ mình ai đấy trời lại lật lại cho mình ai cũng nói chịu cho biết được sao dạ. Anh Đồng đang khóc à? Sao anh nói không được luôn à? Xúc động khi nghe mối tình của ông cụ và bà cụ. Mấy ngày qua thì bà cụ như vậy thì ông cụ ngủ có được không? Ngủ
ngủ cái nằm mà cũng như nằm mơ chứ còn cái ngủ thiệt cái cũng không có ngủ thì cũng nằm rồi như rồi nó đâu có thức ngủ đèn rồi rồi đang phải canh đã mình thử sợ cũng biết ra sao cũng cao rồi có đứa dâu nó cũng giữ cho nằm giữ bả rồi tôi có khi cũng nằm mà cũng mơ quên vậy thôi giáo nó ngủ thiệt. Thật ra thì những người đi quay như tụi con nè, con cũng cảm ơn đây tự nhiên đặt cho con dấn thân với cái nghề này. Cái nghề mà mặc dù tụi con anh em tụi con đó, nó cũng lang bạc sương gió bụi đời lắm, nhưng mà khi nghe được những cái mối tình này nó giúp cho tụi con nó trưởng thành hơn tí xíu, và tụi con qua những cái thước phim như thế này á, nó có thể giúp lan tỏa đến những các bạn khác nữa và những cái chữ hiếu nữa. Chắc chắn là khi mà cô bác anh chị xem đến những cái thước phim như thế này, những lời chia sẻ tận đáy lòng của ông cụ và những cái câu chuyện mà ông cụ và bà cụ đã từng gắn bó với nhau qua những ngày tháng gian khó nhất á, thì cô bác anh chị sẽ hiểu được rằng cái mối tình của người già nó thiêng liêng đến biết nhường nào. Nó thiêng liêng đến nỗi mà ông cụ, nước mắt ông cụ đang chảy á, nhưng mà ông cố gắng nuốt vào lòng. Ông Bùi Hột chỉ nghe được những cái tiếng nấc ở trong cái khoang họng của miệng của ông á, và những cái giọt nước mắt nó chỉ ướt ở trên cái khóe thôi, nhưng mà đối với ông nó rất là tủi phận như những gì mà ông với bà đã từng gắn bó qua gần mấy năm. Hôm nay có được một cái ngôi nhà, sự giúp đỡ của chung tay của quý mạnh thường quân, thì vợ của mình, dạ tôi cũng nghĩ vấn đề tiếc là sống hai vợ chồng những trời hồi đó ở nhà tân nhà xe nhà kia lấy nhà lại thì lấy tuổi rồi thì được nuôi nhà cài cả giúp đỡ được cũng mừng, mà điều nhà sẽ đỡ thì không được biết được ở bao lâu ở trong gia đình thấy vợ tuổi đó. Thôi ông cụ đừng buồn, đừng buồn, cố lên. Thì là vậy, cũng nói không nói thì nói đã thì nhớ cũng buồn. Ông cũng làm tụi con muốn khóc theo luôn rồi. Thật ra thì muốn khóc theo luôn rồi. Thì hoàn cảnh mình rồi vợ chồng hồi đó để mình sống cái khổ và đến giờ này thì đã được cho cái nhà ngôi nhà tốt đẹp. Nhà ơn tài trợ giúp đỡ vậy mà bà không được ở trong nhà ha, cũng buồn. Anh đọc nói gì đi bây giờ em muốn khóc, nói chuyện hết được rồi. Anh khán giả anh đâu có nói gì đâu, ông đồng thám nói gì đi. Em cụ nghe em cụ khóc mà tụi con muốn khóc thêm. Dạ. Cụ thôi cũng nhớ vợ chồng già mà mình sống nuôi con đến giờ này thì con cũng ra đi rồi, và lại cũng như cái tuổi mà đây là con như ăn nghỉ rồi mà đã không được ở trong gia đình mà được yên ổn mà sống đâu. Thấy bà thì gì vậy là trong gia đình rất nhiều là bà không biết gì hết, là 4 tuổi rồi bà. Có lẽ thì mình phải giữ cho ông cụ một cái tinh thần á. Như thế này cô bác anh chị, ông cụ thì những ngày qua khi bà cụ về cũng mất ngủ rồi, mà ngày hôm nay ông cụ nói ra được nỗi lòng này, đây là những cái tâm sự mà ông cụ đã giấu những ngày qua vì một buổi chiều mưa như thế này nè, và thấy vợ mình đang nằm ở đằng kia nè, không có nói chuyện gì được hết á. Nó những cái chút và những cái cảnh như vậy nó làm cho ông cụ trút hết những cái tâm tư, những cái nỗi buồn và những cái ông cần muốn nói cho tụi mình nghe và cho tất cả các cô chú anh chị, tất cả các bạn nghe. Và mong rằng á thì những cái thông điệp như thế này nó sẽ lan rộng hơn nữa đến những người xem được những video clip này, để cho các bạn trẻ, những bạn mà đang sống một cái thời buổi 4.0, một cái công nghệ nó cực nhanh như thế này, thì có thể lắng động lại một chút xíu
ở những đoạn video clip ngắn này. Các anh em mình sẽ không chia sẻ nữa và sẽ không hỏi thêm, để trong cụ giữ lại tinh thần của một người chồng, người cha lớn tuổi mà rất kiên cường đến thời điểm này, để cho ông cụ có giữ lại được một cái sức khỏe để mà chăm sóc bà những ngày tháng sắp tới. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là các anh em cũng sẽ kết thúc clip, tại vì không đủ cái gọi là ở nước mắt của các anh em á, coi như là gần như nghẹn so với những lời nói của ông cụ. Và mong rằng á, đoạn clip như thế này sẽ lan tỏa đến mọi người. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là giữ lại sự yên bình cho bà cụ và những cái khoảnh khắc riêng tư cho ông cụ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị ở video clip sau.